lãnh cảm là phụ nữ là một cái tình trạng mà uh, suy yếu khả năng tình dục ở nữ giới uh, chính vì cái sự suy yếu cái khả năng tình dục uh, do đó mà có thể có cái tình trạng ví dụ như là né tránh các cái sự đụng chạm xác thịt uh, cho đến mất hoàn toàn cái khả năng khoái cảm về tình dục cái quan hệ này có thể là không còn cái cảm giác hứng thú nữa và chỉ là trách nhiệm về gia đình thôi. tôi nghĩ rằng đây là những cái vấn đề mà cũng tương đối nhiều trong cái số đông bệnh nhân chúng ta gặp phải. tuy nhiên là cái lứa tuổi mà gặp phải cái tình trạng lãnh cảm tình dục này nó cũng rất là đa dạng, không nhất thiết là ở những cái giai đoạn tiền mãn kinh cũng như là mãn kinh ngay cả những cái lứa tuổi mà còn trẻ à, thậm chí là trên dưới 30 tuổi ở những một số người cũng có những cái tình trạng mà lãnh cảm tình dục này do rất nhiều các nguyên nhân khác nhau cũng có thể có nguyên nhân chủ quan và cũng có thể có những có những nguyên nhân khách quan vậy thì thấy rằng là có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng này và nó cũng xảy ra đa dạng thậm chí ở những lứa tuổi còn trẻ cũng như ở giữa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh